Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 6 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Như thường lệ, mở đầu bản tin sẽ là những thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Thời tiết tại khu vực miền đông của tỉnh, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ giao động ở ngưỡng từ 30 cho đến 34 độ. Các địa phương Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều thuộc khu vực miền tây của tỉnh cũng dự báo đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động ở ngưỡng từ 29 đến 36 độ. Và đây cũng là hình thế thời tiết tại khu vực thành phố Hạ Long, một trong những trung tâm du lịch thương mại lớn của tỉnh. Dự báo, ngày trời nắng, đêm không mưa, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động ở ngưỡng từ 30 cho đến 35 độ. Còn tại vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa 10 km, nhiệt độ cao nhất cũng chỉ ở ngưỡng 33 độ. Như vậy, thời tiết các khu vực trong tỉnh đêm nay và ngày mai phổ biến là đêm không mưa, ngày trời nắng nóng. Còn bây giờ, chuyển sang những thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước. Trong đêm nay ngày mai, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía Đông Nam, kết hợp với hiệu ứng phơn nên nắng nóng sẽ tiếp tục có xu hướng gia tăng tại các tỉnh thành thuộc khu vực miền Bắc, với nhiệt độ phổ biến là từ 35 cho đến 37 độ có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ như là Hòa Bình, Sơn La, Văn Chấn của Yên Bái, Hà Nội, Ninh Bình. Độ ẩm ăn trưa sẽ giảm thấp từ 50 cho đến 60% nên sẽ càng tăng thêm cảm giác khô nóng. Riêng với các tỉnh thành thuộc khu vực Tây Bắc Bộ như là Lai Châu hay Điện Biên, do quá trình hội tụ gió trên mực 1.500m nên mưa vẫn có thể xảy ra vào khoảng sáng sớm, tuy nhiên thì lượng không nhiều và kết thúc nhanh. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực này sẽ dao động ở ngưỡng là từ 33 cho đến 35 độ lui xuống với các tỉnh Trung Bộ. Do chịu tác động mạnh mẽ của vùng áp thấp nóng phía Tây, nên nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra diện rộng do các tỉnh thành từ Thanh Hóa trở vào cho đến Phú Yên, với nhiệt độ phổ biến là từ 35 cho đến 38 độ. Riêng một số nơi thuộc các tỉnh vùng núi phía Tây như là Con Cuông, Quỳnh Lưu, Nghệ An, Hương Khê, Hà Tĩnh, Nam Đông, Thừa Thiên Huế, nắng nóng có thể xảy ra đặc biệt gai gắt với nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng là từ 39 cho đến 40 độ. Độ ẩm thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này Phổ biến là từ 45 cho đến 60%. Thời gian nhiệt độ trên 35 độ là từ 12 giờ trưa cho đến 17 giờ chiều. Dự báo nắng nóng tại khu vực trung bộ được nhận định còn kéo dài trong nhiều ngày, vì vậy cần đề phòng nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra và nguy cơ chập nổ ở khu dân cư đông đúc, cũng như là khả năng sốc nhiệt có thể xảy ra nếu làm việc nhiều giờ trong điều kiện nắng nóng. Lui xuống các tỉnh thành từ khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, Tiếp tục vẫn có mưa rào và rông rải rác vào chiều tối. Mưa sẽ tập trung nhiều hơn tại các tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ. Lưu ý một số tỉnh ven biển như là Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng. Trong mưa rông thì cần đề phòng có gió giật. Ban ngày thì có nắng gián đoạn với nhiệt độ ban trưa sẽ phổ biến là từ 31 cho đến 34 độ ở các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ và từ 29 cho đến 32 độ với các tỉnh thành thuộc khu vực Tây Nguyên. Chuyển sang thời tiết trên biển. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, Khu vực Biển Đông có gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Mưa chỉ xảy ra diện vài nơi, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km.